Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Thành Phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đang được thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa nỗ lực xúc tiến nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Theo kế hoạch dự kiến của thành phố Bà Rịa, trong khoảng từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, Bà Rịa phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải và Ủy ban Nhân dân hai xã Tân Hưng, Hòa Long tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết những trường hợp cá nhân tổ chức có đất bị thu hồi liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua địa bàn thành phố Bà Rịa đều hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Công ty chúng tôi là công ty chuyên sản xuất kinh doanh khí công nghiệp. Khu đất của mình được thu hồi khoảng 9.000 m². Thì doanh nghiệp thì sẽ chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước và chấp hành việc nghiêm túc giao mặt bằng. Diện tích còn lại của mình khoảng còn lại gần 20.000 m². Thì 20.000 m² này chúng tôi cũng đủ sắp xếp để ổn định sản xuất kinh doanh. Hộ ông Ngô Quốc Dũng, ngụ tại ấp Bắc Ba, xã Hòa Long, là hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất tại thành phố Bà Rịa, với khoảng 7 hectare đất phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Gần như toàn bộ diện tích hiện có của gia đình ông Dũng đều bị thu hồi để thực hiện dự án, nên chắc chắn cuộc sống, công việc làm ăn của ông trong tương lai sẽ bị xáo trộn. Do đó, dù chấp hành chủ trương của nhà nước, nhưng bản thân ông khó tránh khỏi lo lắng. Thấu hiểu cảm giác này, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, đã đến tận nhà để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình ông Dũng, từ đó động viên gia đình ông chấp hành chủ trương của nhà nước vì lợi ích chung của địa phương và của cả tỉnh. Chú là thuộc diện là phải thu hồi đất rất là nhiều, hết luôn. Đúng. Đó thì thôi cháu vô đây cho xong hỏi tình hình. Thấy đúng là giờ chỉ còn chút xíu à. Trước kia là nó chỉ dính ra sao. Mà chú cũng rất bình thường. Dạ. Nhưng mà sau đó là chỉnh lý bản đồ lại chú thấy rất đau buồn. Đúng là bây giờ nó đã vô cho thấy này thấy cũng xót thiệt. Mong thứ nhất là cũng mong chú chấp hành để mình thực hiện cái tuyến cao tốc này. Đây là chung, đây là cũng mục tiêu chính trị mà tỉnh đặt ra trong cái đoạn của mình, cái đoạn mà đi qua Bà Rịa Vũng Tàu mình á. Thì còn về chính sách á, thì chắc chắn tụi này cũng sẽ cố gắng cân nhắc tính toán cho nó để làm sao chú không bị thiệt thòi. Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng chiều dài khoảng 53,7 km. Trong đó, đoạn đi qua thành phố Bà Rịa dài khoảng 3,77 km. Để thực hiện dự án, có 152 hộ và 6 tổ chức tại thành phố Bà Rịa có đất bị thu hồi với diện tích 228.298,8 m², tăng 9 hộ, tăng 1.278 m² so với lần khảo sát trước đó. Nguyên nhân là do trước đó vào tháng 8 năm 2022, để đáp ứng tiến độ khởi công dự án, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các địa phương đã công bố dự án và kiểm tra ghi nhận hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi ranh giới dự án tạm xác định theo hồ sơ thiết kế sơ bộ được Quốc hội phê duyệt tại nghị quyết 59 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022. Việc công bố dự án kiểm tra ghi nhận hiện trạng theo ranh giới tạm thời trước đây là nhằm mục đích quản lý quy hoạch xây dựng trong phạm vi thi công dự án. Đến nay, sau khi Bộ Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế cơ bản, trong đó cập nhật hình thái chi tiết nút giao giữa quốc lộ 56 hiện hữu cho phù hợp với hiện trạng giao thông khu vực, thì diện tích đất thu hồi tăng thêm. Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng dự án. Chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện bản đồ địa chính, phục vụ công tác thu hồi đất để các địa phương công bố thông báo thu hồi đất chính thức cho các hộ dân. Hiện nay thì cái khó khăn trước mắt đó là cái độ chênh lệch giữa cột mốc trước đây và khi đã nhận bản đồ chính thức thì nó có sự dịch chuyển thì anh em phải điều chỉnh lại. Cái thứ hai nữa thì có một số hộ là hiện nay là chưa tiếp cận được thuộc cái dạng trường hợp vắng chủ thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và thông báo trên các phương tiện đại chúng đúng thời điểm thì chúng ta sẽ thực hiện theo quy định của mình. Thành phố Bà Rịa cũng sẽ quyết tâm thu hồi đất đúng tiến độ để mà bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai
dự án này. Hiện tại, chính quyền hai xã Tân Hưng, Hòa Long và các cơ quan chức năng của thành phố Bà Rịa đang khẩn trương tuyên truyền về điều chỉnh của dự án cho người dân, song song với công tác kiểm đếm nhằm đáp ứng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, thành phố Bà Rịa sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép Thị Chải. Chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và Ủy ban Nhân dân hai xã Tân Hưng, Hòa Long tổ chức chi trả bồi thường, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng theo quy định.